Thì hoa ra vậy thì nó có cành lá. Đúng rồi, sau này là bữa Tết bán nó có giá hơn. Anh thấy để ý không? Những cái lứa hoa là cái trái đang đầu này. Thì khi anh phun những cái dòng mà để mà lên kali mình tạo mầm á, những dòng ví dụ như lên gel hoặc là kali gold á, là trái mình nó đậu rất là xanh. Nhưng mà gì, cái lá mình nó nhỏ, cái lá đài á, thì gì, bây giờ anh kèm theo một cái liều nhẹ là cái thằng lên gel cộng kali gold. Kali gold một chai pha 4 phi. Mình phun để mục đích cho nó già cái lá đài này nhanh này, thì nó đỡ bị cạnh tranh dinh dưỡng, nó rút ra cái chồi. Hoặc là nếu ông công là đi tuyển chồi đi, lạt bớt mấy cái chồi đi nó, cho nó tập trung nuôi hoa. Tại vì hoa bây giờ ra rất nhiều, để chùm nào có hoa vậy nó ngon rồi. Này, thấy hoa tươi không? Bữa Tết mà cần lá như vậy là quá êm rồi. Một phương pháp mình làm hay ha. Lứa sau anh làm nghịch thì đâu có sợ phun trúng trái gì đâu. Đâu có cần phun mà nó tầng dưới ra. Đâu có che trái né trái gì đâu. Tại sau là mình làm tầng dưới. Hả? Lúc mà đẩy phân ấy thì tầng dưới nó cũng đi chồi này. Đó, đang đi chồi này. Thì qua tầm tháng 7 đi. Tầm giữa tháng 7 mình dìu theo. Năm nay làm á dìu theo những cái cửa mình nhẹ thôi. Cho nên đẩy ra. Không cần mình liều cao đâu. Quan trọng cây mình nó cần thời gian để phân hóa. Mà năm nay mà nếu mà phun mà gặp mưa nhiều á. Mưa nhiều á, phun. Qua tháng 7 tháng 8 khu anh mưa nhiều không? Cũng nhiều, thời điểm đó cũng nhiều. Tại vì mình né tháng 10 ra, nhiều khi bộ trị sợ bên cao su bay qua này. Sợ cái tháng 10 tháng 11 á. Bộ trị nó nhiều. Thì mình làm sao nó xả nhiều vào tầm tháng 9. Thì nó đỡ cái lô cao su này, bộ trị nó qua này. Tại vì tùy vùng thôi. Nhiều vùng mà ít thì không nói, vùng nhiều thì mình làm thì mình ăn bữa tháng 3 tháng 4. Còn nhiều vùng ăn tháng 5, tháng 4 tháng 5 thì làm trễ hơn. Nhưng mà mình neo được mà. Né hoặc là thúc chứ chớ được mà. Trong tháng 7 mình làm thì đỡ thôi. Tháng 7 nếu mà mưa nhiều thì em cho cái phương pháp tưới luôn. Nếu mà phun không được á thì mình làm nghịch á. Mưa nhiều á thì mình sẽ cho mình phun, mình pha những cái dòng MKB này hoặc những cái dòng lân 86 uni sữa mình cho tưới luôn. Vừa kết hợp trên phun dưới tưới. Như vậy nó mới ra đều đó mà nghịch. Tại vì nghịch em nói nhiều khi là ngày nào cũng mưa mà. Đúng rồi, mưa liên tục thì làm nó khó. Mình phun 7-8 cử. Đợt vừa không cái mưa, vừa không cái mưa. Là đợt nghịch trước chứ đúng không? Đợt tháng trước. Năm ngoái á. Năm ngoái mình lấy lưới tháng 3. Mà hay một cái là vườn anh làm cái phương pháp mà lứa nối lứa nó hay. Cắt lứa tháng nghịch rồi, là tháng 3. Mình vào mình vuốt nhẹ tầm 3 cử thôi. Là nó ra. Mình làm vậy tại vì cái đi hàm lượng dinh dưỡng ở thời kỳ một trái lớn á, thì mình đi cái hàm lượng kali cao. Kali cao như, kiểu như nó khằng cây á, nó già, nó có cái năng lượng được bột á, thì nó dễ ra những cái mầm hoa này hơn này. Thì nó tiết kiệm công. Nhiều vườn mà làm mà kiểu như là một năm một lứa mà đi cái hàm lượng đạm cao hoặc trong cái thời kỳ mà làm nghịch nó khó, ra hơn. Tại vì sao có những cái vườn mà bữa Tết á, phun đến 8 cử, 9 cử. Tại vì phun xong ngập mưa, mưa hoài đó. Cây mình nó đang đi kiểu như phóng ra một cơi đi. Thì mình ngưng cái việc lại lá lại. Mình cho cơi mình nó mở ra. Mở ra tầm này thôi. Mở ra như vậy. Thì mình mới vào cái việc đó là mình lại lá. Tại vì khi cơi đang đi mà mình lại lá thì thằng này nó bung chồi yếu luôn. Nó ra bung chồi yếu và là nó khó ra hoa hơn. Tại vì bây giờ nó đang tập trung dinh dưỡng, nó đẩy cái tầng trên kia mà. Thì cho phun tạo mầm tiếp. Phun liều nhẹ, phun tạo mầm. Đợi cơi nó mở ra như vậy này. Là lúc đó mà anh mới qua cái chuyện mình lạy lá. Đó là một phương pháp canh cơi. Lúc đó anh lạy lá thì cơi mình nó đang như vậy rồi. Thì khi mà nó ra xả nhị đầu trái cỡ này thì cơi mình đang lụa, nó lụa hơn vậy. Nó cỡ non hơn cái này xíu. Thì nó đâu cần phun cái dòng chặn ngọn đâu. Thì nó không đỡ. Đợt này thấy hoa ra nhiều êm rồi. Phun tinh dầu không anh mình hả? Đó, tinh dầu. Tinh dầu là bổ dưỡng. Bổ dưỡng à. Thà này luôn cái canxi bo không ạ? Dạ, cố gắng với combi. Cố gắng phun dài cho em là được. Phun chớp thôi mà. Còn sau này đầu trái rồi anh giãn ra 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Trái lớn thì 15 ngày. Còn trái nhỏ này thì thời kỳ hoa thì 3-4 ngày thôi. Trái nhỏ thì 5 ngày. Anh giãn như vậy. Thế là quá êm rồi. Đầu trái rồi bắt đầu phân phướng. Dạ giờ đẩy được cái tên mít là ngon rồi này, sau này nó ngon. Thì nó đỡ bị tình trạng nó méo trái là tâm này, dưỡng nó trái nó xanh hơn. Thấy, anh thấy đợt này làm cây mình nỗ lực không? Cái cây nó sung. Sung ha, đâu có kiểu như là mình suy quá đâu. Nó ra được dạ. Nhánh cái phương pháp sung 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 này thì đâu ép mình suy cây lắm. Cho kỳ sau nữa. Dạ. Như hậu vệ cụ bị. Đó, đợt này làm lại một lứa nghịch là bình thường này. Cụ bị cho nó sao đợt này thì tầm cái con đó nó quất là mấy cái nhờ anh mới nhất là sạch
cơi này nó ra già, đẩy thêm cơi này già đi thì mình có thể làm được. Tầm giữa tháng 7 mình dìu theo thôi. Dìu liều nhẹ nhưng mà dìu nhiều lần. Tháng 7 rồi sạch nhiều lần. Dạ. Mưa, mình dìu theo mưa đó, không quan trọng bao nhiêu lần. Mình phun tới là được. Tầng dưới thì anh phun là nó đỡ bị dính trái, đỡ bị sạm trái. Lúc mà anh phun tầng dưới thì trái nó khoảng là tháng mấy 2 tháng. Đúng rồi. Tháng mấy 2 tháng thì mình vào tầng dưới mình phun là nó đỡ đi tình trạng nó bị sạm trái, nám trái, là mình không có che trái bà con. Tại vì bà con mình làm tầng dưới trước á, là khi bà con mình phun tầng trên á là nó bị sẽ rớt, rớt nó trúng. Đó, thì thấy đợt này bữa Tết này hoa ra nhiều nha. Đó. Thì từ khi mà lấy lá đến giờ là khoảng 20 ngày rồi. Bà con mình lưu ý này, khi mà hoa ra mà thấy mấy cái chồi nó mọc trong thân như vậy này là mình chịu khó mình bỏ đi. Bỏ đi á, tại vì mấy thằng này ấy là rút dinh dưỡng rất là nhiều. Nó rút dinh dưỡng qua cái hoa mình á. Nó làm cái hoa mình nó ốm. Thì khi mà cảm thấy những cái chồi này mọc trong thân á là mình bỏ đi. Khi bà con mình vào kích mầm á, bà con mình bón phân á thì mấy cái chồi này nó mọc rất là nhiều bà con. Để ý nha. Mấy chồi này mình bỏ đi để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi lứa hoa này. Đó, mình đang dưỡng lứa hoa này. Thì cố gắng là mình bỏ cái chồi đi. Để ý cái vườn mình á là mấy cái chồi nó mọc rất là mập. Bà con thấy không? Mấy cái chồi nó ra cỡ này này, khi bón phân vào nó ăn được phân thì cái chồi mọc rất là to, rất là mập. Đó. Đó. Mình làm theo cái phương pháp sung á, là khi bà con mình làm bông nhưng mà thấy cái cây mình á thì nó vẫn sung à, và nó vẫn đi cơi ha, nó vẫn đi cơi. Đó, cơi hiện tại thì đi lọc chọc thôi. Đấy, ở cái tầng này này, ở tầng này ra đó, ra một lứa rất là đẹp. Tầng dưới thì mình trừa lại để mình làm nghịch, như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. Đó, nhiều vườn mà khi mà phun mà vừa làm nghịch vừa làm trái Tết á mà bà con mình ngại, mình phun né trái hoặc là mình chớp trái cành diện mình làm bông á, thì chịu khó lưu ý cho mình á là nếu vườn nào mà cành diện nhiều á thì có thể là áp dụng phương pháp này. Nhiều vườn là một năm một lứa thì mình không nói, nhiều vườn mà cách lứa nó nhiều á bà con thì bà con mình cũng nên làm cái này, mình chừa ra mình làm, mình đỡ phun né trái, trúng trái, sạm trái. Đó, hoa ra rất là mập ha. Mình không cần ra nhiều như hoa mai đâu bà con, một nhánh có chùm hoa như vậy rồi là được rồi. Tại vì sau này á bà con mình để trái là để trái đơn thôi, muốn để trái loại một á, và bữa Tết là cần cành lá thì bà con nhìn thấy là trên này là cành lá này à, nó có đủ cành lá à, thì sau này bán bữa Tết nó sẽ có giá hơn. À, mình nói này, những cái chồi này này bà con mình để ý nó mập không, rút dinh dưỡng rất là mạnh thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với thằng hoa. Ngoài việc cạnh tranh ở cái đỉnh sinh trưởng rồi á thì bà con mình lưu ý những cái chồi mọc trong thân này á thì nó cũng cạnh tranh rất là nhiều. Đây, những chồi này to, rất là mập thì chịu khó mình đi mình tuyển đi ha, mình bẻ bỏ đi để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cái tầng hoa này. Đó. Nhiều vườn ở thời kỳ dưỡng hoa thì mình vẫn cho kết hợp phun những cái dòng nào mà nó già cái lá đài nhân á thì nó đỡ bị cạnh tranh, nó rút ra cái tầng này. Thì bà con mình lưu ý là có thể tuyển bỏ đi hoặc là ứng dụng những cái dòng mà già lá, ví dụ là xài thằng lân gheo hoặc là caligon để mình dưỡng hoa, để cho nó mục đích là già cái lá đài nhanh này bà con này. Nếu bà con mình không tuyển được á thì mình cho nó già cái lá đài này nhanh thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi tầng hoa hơn. Mình để vậy á thì bà con mình chịu khó mình phun dinh dưỡng nhiều, tại vì nó rút dinh dưỡng bà con. Còn về cái khoảng cách ngày phun á thì cố gắng thời kỳ hoa cây mình nó cần một cái hàm lượng dinh dưỡng nhiều thì bà con mình lưu ý là tầm 3 ngày đến 4 ngày mình phun lại một lần thôi, đừng có để dài ngày quá. Sau này đậu trái rồi bà con mình giãn ra là 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, đậu trái lớn rồi thì 15 ngày. Đó là cái liều phun dưỡng. Còn phun dưỡng á thì bà con mình muốn tiết kiệm á thì phun cho mình cái tầng hoa thôi. Đó, tầng hoa mình phun cái tầng trên này này. Bây giờ mình đang lấy trái tầng trên thì chịu khó mình phun cái tầng này thôi. Phun đây xuống đây thôi. Đó, cứ chớp như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cái chi phí và cái công cán của bà con. Đó là cái liều mà dưỡng ha. Còn cái vấn đề côn trùng và nấm khuẩn á thì mình nói câu chuyện rồi, là tùy vườn. Tại vì mỗi vườn á thì nó sẽ có những cái loại côn trùng nó khác nhau, cái mùa sinh sản nó sẽ khác nhau, thì bà con mình cái đó linh động cho mình, giãn cách ngày phun cho nó hợp lý. Đừng có định kỳ là cứ 7 ngày phun một lần hoặc là 10 ngày phun một lần, như vậy nó không đúng. Phun á thì bà con mình để ý, hôm nay mình phun xong mà ngày mai mình có
thăm vườn, mình quản lý côn trùng chưa tốt á, thì hôm sau mình phải phun lại. Tại vì hôm nay bà con mình phun là côn trùng nó chết rồi, nhưng hôm sau á là gì ạ? Hôm sau là cái vòng đời mới của côn trùng rồi. Tại vì côn trùng á, nó sinh sản rất là nhanh, vòng đời ngắn, sinh sản nhanh nữa, thì bà con mình phải có những cái cửa phun dày. Như vậy á, mình mới quản lý được côn trùng. Mình bảo vệ cái cây lá để bán Tết là cái thứ nhất. Bảo vệ cái hoa nó không bị bổ trĩ, bổ xít muối đó, hoặc là nhện nó tấn công. Đấy, hoa hoa rất là tươi ha. Làm bông theo cái phương pháp sung này á, thì cái bưởi mình nó sẽ có cái cành lá. Đẩy được cái cành lá thì sau này bán Tết giá nó cao hơn. Bưởi nghịch á, thì không cần cành lá. Còn bưởi Tết á, thì bà con mình cần cành lá để bán được cái giá nó cao bà con. Đó. Trong cái vườn mình á, là sẽ có những cái cây sung và có cây suy. Cây suy thì bà con mình để ý là nó ra hoa rất là nhiều. Đó. Vườn này được một cái á, là mình làm theo cái kỹ thuật lứa nối lứa bà con. Thì mình đã có chia sẻ ở video trước rồi. Lứa nối lứa có nghĩa là gì ạ? Khi bà con mình cắt trái xong liền thì bà con mình vào phun. Mình vào phun để mà làm bông luôn. Thì khi anh Minh cắt là cắt cái lứa tầm tháng 3. Cắt lứa tháng 3 xong á thì mình vào mình vuốt nhẹ tầm 3 cử thôi. Vườn này là mình cho phun 3 cử tạo mầm, phun ở tầng trên. Phun ở cái tầng này. Phun ở tầng trên này, 3 cử tạo mầm thôi. Có nhiều vườn á mà mùa mưa thì có thể dìu thêm. Nhưng á tại sao mình làm lứa nối lứa nó tiết kiệm? Tại vì khi bà con mình đi một cái lứa để mà dưỡng trái lớn á. Dưỡng trái lớn á bà con ha, thì để ý là mình đi những cái dòng mà ở lân cao, những dòng kali cao ha. Những dòng kali cao á thì nó dễ chuyển hóa cái năng lượng. À, và như vậy là gì ạ? Nó dễ ra hoa hơn. Trên cái cành bà con mình cắt trái rồi á thì nó sẽ dễ ra hơn nữa. Kiểu như nó tức á bà con, khi mà cắt một cái trái xong. Trên cái cành này đi, đây mình nói ví dụ cành này luôn. Khi bà con mình cắt trái xong ở nhánh này thì cái dinh dưỡng nó tập trung ra, bình thường là nó nuôi trái, nhưng bây giờ á nó sẽ thúc ra những cái chồi ở cái nhánh trái này này thì nó sẽ dễ ra hoa hơn. Bởi vậy á là cái kỹ thuật mà lứa nối lứa thì nó sẽ tiết kiệm cái công cán và số lần phun của bà con rất là nhiều. Lứa nối lứa thì mình làm từ lứa nghịch qua lứa Tết được, chứ mà lứa Tết là qua lứa nghịch nó sẽ không được nha bà con. Tại vì cái lứa nghịch xong á thì mình làm sớm, nhiều vườn là tầm tháng 3 tháng 4 mình sẽ làm, còn qua tháng 5 thì nó hơi trễ rồi. Tầm tháng 3 tháng 4 á thì bà con mình sẽ mình vuốt lại liền, mình vuốt lại tầm 2-3 cử hoặc là 4-5 cử tùy vườn đó. Như vậy thì nó sẽ ra một cái lứa là lứa bưởi Tết cho bà con. Còn bưởi nghịch á thì bà con mình từ mà bưởi Tết mà qua bưởi nghịch là không được. Tại vì sao ạ? Tại vì bưởi Tết á là bà con mình thu khoảng tháng 12. Tháng 12 bà con mình lứa nối lứa qua bưởi nghịch á thì nó sẽ không được, tại vì nó trễ rồi. Đó thì câu chuyện bưởi lứa nối lứa thì nó sẽ tiết kiệm cho bà con rất là nhiều. Đó thì vườn này thì mình đã có quay ở nhiều video rồi. Bà con mình xem trên kênh mình á thì sẽ biết. Đó, vườn ở Bình Dương. Vườn này là kiểu như là danh tiếng lắm bà con. Rất là nhiều vườn năm nay và năm trước cũng vậy, là làm bông nhưng mà nó rụng nhiều bà con, hoặc nó ra yếu. Đó thì vào kiểu như là vào tham quan vườn này á, thì thấy một cái lượng hoa cũng rất là nhiều. Mình không cần ra hoa là nghẽn cây đâu bà con. Cần nào nó cũng có hoa là được. Sau này mình tuyển trái tuyển hoa đi thôi. Nếu mà vườn nào mà có công á, siêng á, thì mình nói câu chuyện tuyển hoa luôn. Nhưng mà cái câu chuyện rất là khó bà con ha. Tuyển hoa thì nó rất là cực. Mình nếu mà có công á, thì mình đi tuyển chồi thôi. Tuyển chồi để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi hoa. Đấy, hoa ra có lá, cành lá rất là mập ha. Đó, trên này này. Đó, nhìn này, hoa không này. Đó, hoa này. Nó đều vườn nha bà con. Không phải là một hai cây mà mình nói đâu. Hoa ra đều vườn. Đó, chùm trên này này. Đó, thì vườn này ấy, thì anh đã đẩy được một cái cử là tê mít. Tê mít là mình gọi là trung vi lượng á. Kết hợp mình tưới canxi gel. Canxi gel là mình tưới ở gốc. Canxi gel á là cái mùa này nó rất là hay. Mùa này là mùa mưa. Mùa mưa á, khi bà con mình có cái canxi gel á, là nó gì ạ? Giảm cái hiện tượng trương nước trong mùa mưa. Và nó làm dai cái cuốn hoa đi. Và nó tăng cái khả năng mà đậu trái cho bà con. Đó là cái canxi gel. Còn trên lá thì bà con mình sẽ phun những dòng là canxi hữu cơ này, bo gel này, bo kẽm này, những thành phần về axit amin này, thì nó sẽ dưỡng cái hoa mình nó tươi hoa. Đợt này á mình có ra một cái dòng mới, đó là cái dòng là NNX Mepi. Mepi là một cái chất là nó sẽ làm dai cái cuống hoa và tăng khả năng đậu trái, giúp cái hoa mình nó sẽ khi mà cái hoa mình á, cái cây mình á, về cái hướng sinh trưởng và sinh sản của cây á, thì cây mình nó sẽ ưu thế ngọn. Còn đánh cái Mepi vào một cái là cái cây mình á, thì nó sẽ chuyển hóa và nó giúp dưỡng hoa được tốt hơn. Và nó làm tăng khả năng đầu trái. Đó là cái NNX Mepi. Còn cái vườn nào mà đi ngọn á, thì mình phải phun chặn ngọn, phun già ngọn đi.
Đó. Cái vấn đề mà cạnh tranh dinh dưỡng á, thì khi bà con mình cung cấp không đủ dinh dưỡng cho cây á, thì cây mình nó sẽ dễ đào thải cái tầng hoa này. Đó, cạnh tranh thì cạnh tranh ở những cái chồi này. Đó, bà con mình thấy những cái chồi này nó mọc thì mình tuyển đi. Đó, tuyển đi những cái chồi này để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi hoa. Và nếu vừa nào đi ngọn á, thì mình phải phun những cái dòng chặn ngọn. Bên mình đang xài là cái dòng chặn đọt và cái dù đi sữa để mình chặn. Đó, một cái vườn bưởi Tết làm thành công ở khu vực Bình Dương. Mình muốn quay chia sẻ cho bà con cái kỹ thuật là lứa nối lứa, mình làm chia ra cái tầng để mình làm, để sau này là mình dễ làm thêm một cái lứa nghịch hơn và nó không bị ảnh hưởng đến trái khi đang neo trên cây. Thì bà con mình tham khảo thêm cái kỹ thuật này và có những cái điều gì cần tư vấn thì có thể liên hệ qua số hotline là 0948 661 669. Thân ái chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.